Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại cùng Sống Lạc Việt. Các bạn thân mến, giải đất miền Trung, nắng và gió có biết bao điều thật thú vị. Nếu có dịp đến thành phố Quy Nhơn, nhất định bạn phải biết đến khu du lịch Kỳ Co, một thiên đường với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Một điểm đến vô cùng thích hợp cho những chuyến đi du lịch mùa hè cùng với bạn bè và người thân. Hiện tôi đang có mặt tại nhà hàng Khánh An, một nhà hàng nằm giữa làng chài, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, để thưởng thức một vài món ăn dân dã nhưng mang hương vị vô cùng đặc biệt, rất riêng của vùng biển miền Trung. Sau đó sẽ xuống bến thuyền đi khám phá bãi biển Kỳ Co, một từ khóa đang được rất nhiều người tìm kiếm. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi sử dụng luôn dịch vụ của nhà hàng như xe đò, xuồng cao tốc để đi tới bãi biển này. Kỳ Co là tên một địa danh thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bãi tắm này nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 25 km về phía đông bắc. Do đặc điểm địa hình nằm ở chân núi Phương Mai, chỉ có một mặt giáp biển, ba mặt còn lại đều là núi. Nên hiện nay chỉ có hai cách duy nhất để đến bãi biển này. Cách thứ nhất, đi bằng đường biển. Ở đây chúng ta đi bằng xuồng cao tốc của người dân địa phương. Từ bến chợ cá Sương Lý, xã Nhơn Lý đi Kỳ Co mất khoảng 15 phút. Cách thứ hai là đi bằng đường bộ. Từ bãi đỗ xe Nhơn Lý 1 qua cổng chào Kỳ Co theo sườn núi đi về hướng nam khoảng 5 km. Thời gian đi mất khoảng 13 phút cũng sẽ tới bãi tắm này. Trước đây, Kỳ Co là một bãi biển hoang sơ, chỉ mới được đưa vào khai thác du lịch khoảng vài năm trở lại đây. Cũng chính nhờ thế mà bãi biển này vẫn giữ được vẻ đẹp tinh khôi, khí hậu trong lành, phong cảnh xinh đẹp. Người dân nơi đây luôn thân thiện, hiếu khách. Kỳ Co sẽ là lựa chọn lý tưởng để cho du khách có những trải nghiệm thật tuyệt vời.
Sau khoảng 15 phút lên xuồng cao tốc, chạy với tốc độ chóng mặt, bãi tắm Kỳ Co đã dần hiện ra. Cây cầu gỗ trên bến tàu đã thấy nhiều người đang lên xuống. Lúc này mọi người khẩn trương bước lên cầu để vào bờ. Cây cầu này là điểm check-in rất đẹp, khá nhiều góc ảnh lý tưởng dành cho các bạn trẻ, sẽ khiến cho nhiều người phải xịt xoa ngưỡng mộ. Càng gần bờ, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của bãi biển. Những dãy núi cao hùng vĩ, những chiếc cột điện gió khổng lồ, những bãi cát trắng trải dài dưới chân núi, cùng dòng nước biển trong xanh, hai màu rất đẹp mắt. Gần bờ, nước biển có màu trong vắt, có thể nhìn xuống tận đáy. Xa bờ hơn, nước biển có màu xanh đậm. Du khách có thể hòa mình vào làn nước biển, đắm mình dưới làn nước mát, hay nằm trên cát, vui đùa từng cơn sóng, ngắm nhìn khung cảnh non nước hữu tình ngay trước mắt. Những cảnh đẹp này sẽ tạo thành một bức tranh Kỳ Co đầy thơ mộng. Các bạn thân mến, đến với Kỳ Co, ngoài tham quan khám phá cảnh đẹp biển đảo, du khách không thể không vào nhà xiếc Hải Cẩu xem những màn biểu diễn ấn tượng và độc đáo của hai chú Hải Cẩu, khiến khán giả vô cùng say mê thích thú, đặc biệt là những khán giả nhỏ tuổi. Trong tiếng nhạc sôi động, du khách sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn hấp dẫn của hai chú Hải Cẩu đen chũi nhưng rất ngoan ngoãn, thông minh đến kỳ lạ, dưới sự hướng dẫn của hai nữ huấn luyện viên người Nga rất tài tình. Các chú biểu diễn những động tác như đón vòng vào cổ, lướt ván, bơi trên cạn, lăn trên cạn, trồng cây chuối, nhảy qua vòng tròn, trèo lên cầu, trượt xuống, dùng mõm đánh bóng, vẫy tay chào khán giả, vân vân. Sau mỗi màn biểu diễn thành công, hai huấn luyện viên lại thưởng cho các chú một số phần ăn để động viên tinh thần và nâng cao sức khỏe. Chương trình biểu diễn khoảng 20 phút nhưng đã nhận được sự động viên rất nhiệt tình từ phía khán giả.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Sống Lạc Việt. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo.
Thank you.